Xin cảm ơn thông điệp của vũ trụ đã gửi vào trong trải bài dấu hiệu khi bạn gặp người định mệnh. Đây là video chọn tụ bài, các bạn sẽ chọn theo năng lượng của mình phù hợp nhất. Có hai cái bánh, bánh màu đỏ và bánh màu trắng. Các bạn sẽ nhắm mắt lại lựa chọn cái bánh phù hợp với mình nhất. Hãy cảm nhận bằng con tim của các bạn. Và mình chỉ nói những điều cần nói, chứ không phải nói những điều bạn muốn nghe. Vì thông điệp trong trải bài có rất nhiều, hy vọng các bạn lựa chọn thông điệp phù hợp với mình nhất và tiếp nhận với tinh thần cởi mở nhất có thể. Sau đây là trải bài cho các bạn. Xin kết nối năng lượng với các bạn đã chọn cái bánh màu đỏ, tức là trái tim màu hồng. Các bạn có lá 6 kiếm, Ship of Swords. Kế đến là các bạn có lá The Hanged Man, đeo lôi lực trên cành cây. Lá thứ ba các bạn có là Knight of Wands, hiệp sĩ gậy. Cái lá bài 6 kiếm này thể hiện một cái trạng thái rất là mơ hồ và bơ phờ của các bạn. Bởi vì các bạn đang ở trong giai đoạn sau phục hồi, các bạn đã chữa lành cái tổn thương của mình rồi. Không có điều gì là bị sai quá nghiêm trọng trong thời điểm này. Cũng không có điều gì là thực sự là tốt với các bạn hết á. Bạn đang vượt qua nó. Và cũng bạn cũng không phải đang phát triển mạnh nữa. Đây là một cái hình ảnh là các bạn trên một chiếc thuyền. Cảm xúc của các bạn hiện tại là rất là buồn và buông xuôi. Cuộc sống đối với các bạn rất là thiếu thú vị và cảm thấy rất buồn chán. Tuy nhiên các bạn cũng đang ở trong cái giai đoạn là phục hồi. Các bạn vừa trải qua một cái thời gian rất khó khăn hoặc là tổn thương về tâm lý trong cái mối tình cảm trước kia. Trước kia các bạn đã chịu tai họa rất là nhiều rồi. Bạn bây giờ là cảm thấy là lãnh cảm luôn á, và cảm thấy thiếu kết nối luôn. Và các bạn đang bước vào cái giai đoạn của hàn gắn và chữa lành các tổn thương trong cuộc sống của mình. Và dấu hiệu để cho các bạn gặp được cái người trong mộng các bạn đó là sẽ là một chuyến du lịch hoặc di chuyển theo một ý nghĩa nào đó, một sự thay đổi thực sự về hoàn cảnh, đổi vị trí hoặc một chuyến đi, một hành trình sẽ diễn ra ngay trong bên trong bạn và bên ngoài. Bạn chuyển từ những cái suy nghĩ cũ sang cái suy nghĩ mới, hoặc thay đổi quan điểm mình về cách nhìn, về cách tìm kiếm người yêu hoặc cách sống của mình. Từ đó các bạn sẽ tìm được và thấy được cái người đó xuất hiện trong cuộc đời bạn. Tuy nhiên nó không có hứa hẹn là một cái gì đó nó rất là lớn, và nó cũng không đề cập đến nỗi thất vọng nếu như bạn gặp người này. Dù gì thì chúng ta cũng phải tiến tới một cái nơi mới hơn, tích cực hơn, nơi mà có cơ hội vẫn còn cho bạn, bởi vì những điều kiện mới mẻ và tràn trề hy vọng đang chờ bạn ở phía trước. Khi mà các bạn đã dành cái thời gian nghỉ ngơi cho mình hoặc thay đổi hoàn cảnh thì sẽ có rất nhiều lợi ích sẽ đến với bạn. Điều này không có nhất thiết là các bạn phải tốn quá nhiều tiền bạc hoặc công sức. Đơn giản là các bạn cứ thay đổi cái nhu cầu của mình, thay đổi quan điểm. Và cái người này mong muốn gì cái mối quan hệ với các bạn nếu như các bạn gặp được họ. Bởi vì họ không có thích nếu như bạn đang bốc đồng hoặc đưa ra những quyết định hấp tấp, cũng như là một cách đánh lạc hướng bản thân của mình ra khỏi một số bất mãn bên trong của chính bạn. Bởi vì cái người này họ rất thích nhìn thấy bạn một cách tích cực hơn, một cách điềm tĩnh và điềm đạm hơn hiện có. Có vẻ như cái mối quan hệ của các bạn khi trước bị thất bại, bị không thành công là do các bạn đã quá nóng vội, các bạn nóng tính, các bạn làm cho mọi thứ trở nên rất là thờ ơ, rất là bất mãn. Các bạn không quan tâm luôn, các bạn cố gắng tách rời khỏi hẳn cái mối tình cũ các bạn rất là nhiều. Bạn hãy tự hỏi xem là các bạn thân của bạn đang có cố gắng để tránh đối mặt hoặc những thay đổi mà bạn cần phải thực hiện hay không. Và cái mà họ cần là các bạn phải giải quyết được tất cả những cái mối liên quan cũ của mình. Khi bạn thực sự không biết mình phải làm gì và hướng đi của mình thì chắc chắn cuộc sống của bạn nó sẽ không đến, và người này cũng sẽ không đến với bạn luôn. Bạn hãy dừng lại, hít thở và chờ đợi cho mọi thứ trở nên rõ ràng hơn. Thái độ của bạn đối với cuộc sống sẽ quyết định thái độ của cuộc sống đối với bạn, và cũng như là thái độ của người này đối với bạn như thế nào và trong tương lai. Do đó các bạn phải tập trung phát triển cái tư duy của mình, phát triển cái thái độ sống tích cực nhất có thể. Và có dấu hiệu là các bạn đang bị lặp đi lặp lại theo một cái kiểu quan hệ tiêu cực giống nhau mà không rút kinh nghiệm gì từ sai lầm của mình hết á. Khi mà các bạn biết giải quyết những gì bên trong bản thân của mình để thay đổi nó và hỏi tại sao cái mô hình này, cái lặp vòng lặp này cứ tiếp tục diễn hoài vậy, bạn không có muốn chuyện đó xảy ra. Do đó các bạn cần phải thay đổi chính mình, thay đổi tư duy một cách rất mới mẻ, khác con người mình hồi xưa đi các bạn. Và cái người này sẽ thuộc về nhóm lửa nha các bạn, thuộc có là cung Bạch Dương, sư tử và nhân mã. Đây là một cái người rất là thông minh, họ biết tự nhận thức về bản thân của họ rất là nhiều, sáng tạo và có lý tưởng sống, luôn luôn sẵn sàng hành động. Nhưng mà đặc biệt họ rất là dễ tức giận, nhưng qua đó họ cũng dễ dàng tha thứ. Một con người đầy quyến rũ, tự tin, táo bạo và đam mê.
Thực sự đây là một trong những người đàn ông can đảm nhất của bộ bài Tarot đó các bạn. Và bạn sẽ thu hút bởi cái lòng can đảm và niềm đam mê của anh ta. Người này thật sự đã quyến rũ và không khó cưỡng lại lắm. Tuy nhiên là anh ta có xu hướng hành động rất nông cạn và thiếu suy nghĩ. Đây là một cái người họ không có thích cam kết mối quan hệ lâu dài. Cũng như bạn đừng có chờ đợi họ sẽ làm gì cho các bạn trong tình cảm hết đó. Muốn được lòng họ là các bạn phải giao tiếp nhiều hơn. Qua các cuộc nói chuyện giữa bạn và người đó luôn luôn rõ ràng nhất có thể. Hãy tạo ra cảm giác gần gũi và thân thuộc nhất có thể luôn nha các bạn. Bởi vì cần cái sự gắn kết, cái người này là con ngựa bắc kham mà có chiến binh thật sự. Thông điệp là các bạn phải để cho mình tự do trong tư tưởng và nội tại của mình. Bởi vì không có gì cản trở bạn được hết á. Cái đường dẫn sẽ rất là rõ ràng khi bạn biết phải đi đâu. Và linh vật là con rắn sẽ phù hộ cho các bạn. Đây là cái thời gian bạn phải chữa lành cho chính mình. Xin cảm ơn các bạn đã xem trải bài. Xin kết nối năng lượng với các bạn đã chọn bánh màu trắng. Các bạn có lá bài sau đây: The World. Kế đến là các bạn có lá bài King of Pentacles, vua tiền. Lá cuối cùng đó chính là Page of Swan. Khi mà lá bài The World này xuất hiện, chứng tỏ là các bạn đang rất là sẵn sàng cho những thay đổi mới. Và các bạn có một năng lượng rất là tích cực và ước muốn trong lòng của bạn sẽ sớm thành hiện thực. Và dấu hiệu để bạn gặp người này nó còn phụ thuộc vào hoàn cảnh nè, thời gian nè. Nhưng cái chuyện này không quan trọng nữa, bởi vì bạn luôn luôn cảm thấy là tuyệt vời trong cái khoảnh khắc này rồi. Cá nhân của bạn đang có một cái sự cống hiến và phục vụ một cách rất là chủ động. Các bạn đang mang một cái nguồn năng lượng rất là tốt, là cái nguồn năng lượng cống hiến hết mình cho xã hội, cho cuộc sống này. Đó chính là cái nguồn cội hạnh phúc của thực sự. Các bạn có cảm nhận cái cảm xúc này không? Khi mà các bạn đến nơi đâu hoặc các bạn làm cái gì á, bạn cũng được đón nhận hết á. Đây là cái lúc mà các bạn cảm thấy là mình yên tĩnh trong nội tại. Cuộc sống của bạn đơn giản hơn. Cảm xúc của bạn rất là ổn định, rất là đẹp đẽ. Và bạn mong muốn tìm ra một cái người mà có sự kết nối thật sự với các bạn và gắn bó với bạn lâu dài. Cái việc này nó sẽ được rất là trọn vẹn nếu như các bạn có cái mục tiêu và tiến tới mục tiêu đó một cách rất rõ ràng. Tuy nhiên cái rào cản lớn nhất của hiện tại là các bạn rất sợ khi mà các bạn gặp được một cái người mà họ rất là ghen tuông, chiếm hữu và thao túng cũng như kiểm soát hành vi của bạn. Đây là cái vấn đề bạn rất là quan tâm. Bởi bạn cho thấy rằng bạn sẽ không đạt được cái mức độ an toàn và thoải mái nhất khi bạn ở bên cạnh cái người này. Và các bạn cũng không có muốn là quen một người đàn ông lớn tuổi mà không được bao bọc, một người mà thiếu kiên nhẫn và vô trách nhiệm, không đáng tin cậy. Và các bạn rất sợ khi mà các bạn gặp được một cái người mà họ không có biết chăm lo cho các bạn. Họ sử dụng cái quyền lực của mình, họ thao túng kiểm soát hành vi tất cả mọi thứ, không quan tâm đến, họ bị ám ảnh bởi chủ nghĩa vật chất và lòng tham của họ. Bản thân của bạn không có muốn gặp một cái người lớn tuổi mà họ sử dụng những cái phương tiện khác để kiểm soát mình thật là nhiều, để đạt những gì anh ta muốn trong mối quan hệ tình cảm. Nên tránh xa những cái người mà họ sử dụng cái địa vị cao hơn bạn nè, hoặc sử dụng cái vật chất để kiểm soát bạn. Người này có thể là chiều chuộng bạn, tặng quà cho bạn, nhưng họ có cái động cơ trong hầm kín trong đó. Khi họ muốn sử dụng cái này để muốn thao túng tâm lý các bạn, cho đó các bạn phải cẩn thận tránh xa cái người này ra nha các bạn. Các bạn sẽ gặp một người đàn ông lớn tuổi, nhưng mà không nhất thiết là phải một cái người thao túng tâm lý các bạn. Và cái người bạn gặp sẽ là người thuộc cung lửa, thuộc hành tinh hỏa như cung Bạch Dương nè, cung Sư Tử và cung Nhân Mã. Và người này có tính cách rất là hướng ngoại ha, vui vẻ như trẻ con và tự tin và sáng tạo. Tuy nhiên mà họ sẽ có sự thiếu kiên nhẫn ở trong đây nha các bạn. Quan hệ các bạn có được hay không là thực sự là có thể diễn ra được với người này. Dù cho người này lớn tuổi hay trẻ tuổi thì nó cũng đại diện cho một tâm hồn rất là trẻ, rất là tươi mới, vui vẻ, năng động và lạc quan và tràn đầy năng lượng. Cái người này sẽ đem đến cho các bạn những ý tưởng rất là tươi sáng nè, những kế hoạch rất là thú vị luôn. Và bạn sẽ bị lôi cuốn bởi sức hút về cái suy nghĩ tự do, tự tin và thông minh, hướng ngoại của họ. Nhưng mà họ có xu hướng là hành động rất là vội vàng, mà họ không tính đến hậu quả luôn. Do đó các bạn cũng phải đem cho họ một cái sự tự do nhất định có thể. Các bạn có thể gặp người này ở một số hoạt động thể chất ở ngoài trời. Và nhớ là các bạn không có ghen tuông ha. Và các bạn cũng không tỏ vẻ là mình cần họ thì mới khiến họ quan tâm đến bạn. Đây là cái thời gian mà các bạn phải tập trung vào chính bản thân mình, vào giá trị của mình, để mà soi chiếu cái nội tại của chính bạn, chấp nhận mọi thứ trong cuộc sống này.